Phạm Văn Hợp sinh năm 1995, quê ở Hải Phòng, vừa qua kết hôn với cô vợ kém 4 tuổi, người Hòa Bình. Sở dĩ đám hỏi của cả hai được để ý vì chiều cao của cô dâu và chú rể khá chênh lệch. Nhiều thông tin cho rằng cô dâu cao 1m94 còn chú rể chỉ cao 1m4. Anh Hợp cho thấy thêm và đúng là vợ cao gần 2m và lắc đầu bật chiều cao thực. Anh cũng chia sẻ, đám hỏi là tác dụng của tình yêu kéo giãn dài 4 năm rưỡi, bước đầu bằng một lời thách thức. Mình quen em gái vợ trước, qua mạng xã hội, xong thì thủ thỉ vui như bao người thôi. Xong em có ý thách mình tán vợ mình bây giờ. Thế là mình xin số điện thoại cảm ứng rồi tán thôi, chú thể dí dỏm. Tuy thời điểm làm quen thủ đầu khá khó khăn nhưng ở đầu cuối chàng trai cũng cưa đổ cô vợ cao ráo, xinh xắn. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có 4 năm rưỡi yêu nhau. Dù ở xa, nhưng cả hai thường xuyên gặp gỡ. Anh Hợp cho thấy thêm hoàn phù hợp với vợ cả về tính cách lẫn hành động. Cô vợ cao gần 2 mét có thói quen nhất là không nói khi gặp gỡ người lạ, tuy vậy với người quen thì nói rất nhiều. Chú thể trẻ cũng cho hay là không quan tâm đến những lời buông dưa lê xung quanh, điều quan trọng là tình yêu thực sự mà cả hai dành riêng cho nhau. Sau đám hỏi, cả hai ở nhà phụ huynh của anh Hợp tại Hải Phòng.